tô này của con bao nhiêu tiền vậy chú hả? À, 50 năm. Dạ. Ngoài hủ tiếu sa tế mình còn bán gì nữa không chú? À, sa tế tái. Dạ. Sa tế tái ra hủ tiếu kho, tai kho. Dạ, tai kho. Ba thứ. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 7 năm 2019. Và mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt hay là đại lộ Đông Tây. Một lát nữa đây mình sẽ đến tiệm Tô Ký ở số 36 Gò Công để ăn hủ tiếu sa tế. Tô Ký là một trong những tiệm bán hủ tiếu sa tế rất là nổi tiếng quận 5 các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm hủ tiếu Tô Ký. Bên kia là quận 8 các bạn ha. Đó. Cái đó là đường dẫn lên cầu Trà Và. Bên phía tay phải mấy bạn sẽ là quận 5. Đây đã đến tiệm hủ tiếu sa tế Tô Ký số 36 Hòa Cộng các bạn. Chú có làm gì chú? Dạ. Buổi sáng mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? Sáng từ 6 giờ bán tới 11 giờ mấy. Dạ. Xong mình nghỉ chút xíu nữa bán chờ đợi. À. Mình sẽ bán chờ đợi tới tối luôn. Dạ. Đầu tiên là buổi trưa bán từ khoảng độ mấy giờ chú? Bây giờ bắt đầu dọn sẽ bán tới tối luôn. À vậy có nghĩa là nguyên ngày rồi. À, dạ dạ. Cái tô này của con bao nhiêu tiền vậy chú hả? À, 50 năm. Dạ. Ngoài hủ tiếu sa tế mình còn bán gì nữa không chú? À, sa tế tái. Dạ. Sa tế tái ra hủ tiếu kho, tai kho. Dạ, tai kho. Ba thứ bán được ba thứ. Wow, đã quá. Tuyệt vời. Dạ. Xong. Dạ. Dạ, xong đi. Dạ. Thôi, để con ngồi vô trong luôn. Dạ. Dạ. Lần này mấy bạn. Chú tiệm mình là được bao nhiêu năm chú hả? À, khoảng 6-70 năm rồi. 6-70 năm rồi. Dạ. Bây giờ xin giới thiệu bạn chú à. À. Dạ dạ dạ. Có là gì? Có là gì? À dạ bà chủ, còn mày chú là ông chủ. À bà chủ, chú ông chủ. Dạ dạ dạ. À bà chủ ngồi ở trong. Dạ. Phụ nấu thôi. Dạ. Cái nước sốt này, nước sốt đậu phộng đúng không chú hả? À, đậu phộng. Dạ, dạ. Sản xuất, để đào. Dạ. Gia truyền là cái này gia truyền. Dạ. 6-70 năm là cũng dài lắm. Dạ, mấy thế hệ rồi. Cũng quay sáng, nó quay nó mới đẹp hơn. Dạ. Tại vì nó tròn rồi á. À, con cứ nghĩ là bán cả nguyên ngày cho nên con đến nó hơi trễ. À. Mình cho nhìn thì thấy là rất là ấn tượng. Dạ. À. Đây, các bạn. Điều sao đấy ha. Tại đây có bán quy linh cao. À, quy linh cao ha. Sâm 24 vị, nước sâm rong biển, có chai mang về. Đây. Phía trong nhà mấy bạn. À bà chủ. Đây. Tô này có bà chủ ha. Dạ. Chủ quán. Đây. Đây á, chủ quán. Dạ. Hủ tiếu sa tế thập cẩm, hủ tiếu sa tế tái viên gừng, hủ tiếu thập cẩm, hủ tiếu tái viên gừng, sa tế thập cẩm, sa tế tái viên gừng. Ở đây có há cảo và da ua phô mai nữa. Dạ. Dạ, bán thêm khô bò sợi, khô bò miếng, chả bông heo, tổ yến. Nhà mình làm hết luôn hả cô? Nhà bán luôn.
Dạ. Dạ. Đây, tô hủ tiếu sa tế nai có giá 55.000 đồng các bạn. Mình bắt đầu ăn mấy bạn ha. Đầu tiên mình sẽ ăn cái phần nước súp trước. Đó. Nhìn nó rất là bắt mắt. Phần nước này nó có sệt sệt ha. Đó, các bạn thấy nè. Phần nước súp đậu phộng này rất là đậm đà mấy bạn. Cay nhẹ nhẹ ha, có sa tế mà cay rất là ít. Phải nói là đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt và mùi cũng thơm thơm nữa. Đó là mình chưa ăn với hủ tiếu nha. Mình nghĩ ăn với hủ tiếu thì sẽ cái độ đậm đà nó sẽ giảm xuống chút xíu. Bây giờ mình sẽ ăn qua thử phần thịt nai. Hồi nãy mình thấy là nai nè, bỏ vô nhìn rất là đã, tái tái. Phần thịt nai khá nhiều, mềm mềm, dai dai và rất là ngọt thịt mấy bạn. Đáng đồng tiền. Ở trong đây chúng ta thấy có phần dưa leo nữa nè và dưa rau quế. Mình sẽ trộn nó lên nha. Dâu phô mai à. Có người đang đứng mua dâu phô mai. Em ăn xong đó chắc em sẽ gọi một hũ. Dạ. Nhìn. Dạ. Cho em xin chút xíu nước nữa nha. Cái phần nước ngon ghê á. Ở bên đây cái phần nước chấm là gần với củ ghiền mấy bạn. Hơi lạ ha. Để mình chấm thử sau đó. Bây giờ ăn cái phần hủ tiếu đã. Sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa cái cọng hủ tiếu và cái phần nước súp. Tổng thể cái tô này mình nói là, nếu mình cho điểm có thể cho tới điểm 8, điểm 9 á. Nhưng mà cái giá nó hơi cao xíu, 55.000 kéo xuống điểm 8 nha bạn ha. Bây giờ để mình chấm cái phần nước chấm gừng và ghiền xem như thế nào. Phần nước chấm này cũng rất là đặc biệt, chua chua ngọt ngọt, thơm cái vị ghiền thì củ ghiền mấy bạn. Chút xíu gì đó gừng nữa. Có ghiền thôi hả? Em ăn có cảm giác nó có cay 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 nữa ta. Vậy hả? Nhưng mà cái củ ghiền nó có cái tác dụng giống như cay cay không ta? Đâu phải, nó nghe mùi thơm nó rõ. Dạ hả? Thơm ghê á, em thấy cái phần nước chấm này đặc biệt á. Em ăn nhiều chỗ không thấy chỗ nào làm chỗ này. Để mình chấm cái phần thịt vào trong. Cái phần thịt nai chấm vô cái phần nước chấm củ ghiền này và nó rất là thơm. Sự kết hợp tốt. Rồi, bây giờ mình ăn hết cái tô này các bạn. Ở đây là góc giao của đường Gò Công và Gia Phú ha. Một lát mình sẽ đi ra quay cho mấy bạn xem cái đường Gia Phú. Góc như vậy sẽ dễ tìm mấy bạn hơn. Cho mấy bạn dễ tìm đường chứ. Ngoài cái phần nước chấm ghiền ở đây thì để gia tăng cái độ cay á, mấy bạn thích ăn cay hơn á, do cái tô hủ tiếu sa tế nai này nó cay nhẹ nhẹ thôi. Ở đây có ớt sắt nè, chanh nè, hủ tiêu nè và kể cả sa tế nữa. Cái muối tiêu này mình ăn cái gì anh hả? Còn thấy có tô hủ muối tiêu nữa. Hủ tiêu mà ăn cái nai kho. Nai kho hả? Dạ. Là cái gừng kho đúng không chú? Gừng kho. Cái đó hiện tại mình có không chú? Có hả? Có. Bán cho con một chén được không? Dạ. Nai kho. Dạ, một chén nai kho. Dạ, nai kho thôi. Dạ. Đây, nai kho. Dạ. Rồi cái chén nai kho này không này giá bao nhiêu anh? Một câu 55. Dạ. Nó cũng giống như sa tế là 55. Dạ. Là chủ yếu là thịt nai ha. Còn cái phần gân kia là để làm gì anh? Gân nai á. Gân nai để tập cẩm. Dạ. Gân, bao tử, viên.
Dạ. Gân trong với gân trắng. Hai loại gân, một loại là gân nhả, một loại là gân trong. Dạ. Là bào tử lá sách. Dạ. Cái này chắc mình kho lâu hơn. Rồi. Đây mấy bạn, chén nai kho nè ha, 55.000 đồng. Có tất cả là ba cục thịt rất là lớn. Đầu tiên mình sẽ thử cái phần nước súp nè, rồi sau đó mình sẽ ăn những cái phần nai kho chấm muối tiêu. Phần nước súp này có vị ngọt ngọt mặn mặn là và thơm 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 của hương hồi á. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần thịt nha, nhìn ba con thịt đã quá, rất là ngon. Phần thịt mềm, rồi có thêm cái phần như vậy, phần sụn và dai dai sực sực. Nói cái chén 55.000 này đáng đồng tiền. Chấm với nước, chấm với lại cái phần muối tiêu chanh là đúng đúng ý rồi. Ở đây có bán sa tế để mang đi nước ngoài mấy bạn. Một ký vậy bao nhiêu cô hả? Dạ, bao nhiêu tiền cô? 350. Dạ. Và đây mình đã gọi đến một phần dâu phô mai và một phần quy linh cao ha. Quy linh cao thì ăn với mực ong đã bỏ lên đó rồi. Cái phần dâu có 12.000 đồng. Quy linh cao 15.000 đồng. Mấy bạn nhớ là dâu phô mai nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái phần dâu trước. Mấy bạn có thấy hai cái phần màu không á? Cái phần trên theo mình nghĩ chính là cái phần phô mai đó. Cái phần vàng vàng á, chấm 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 đó. Ở bên phía bên trong là nó rất là smooth, là cái phần dâu. Bây giờ mình ăn nha. Chính xác là vậy mấy bạn. Cái phần dâu bên trong chua chua ngọt ngọt. Cái lớp phô mai rất là mỏng, phía trên thì nó béo béo. Và đây, quy linh cao 15.000 đồng. Phần quy linh cao này lỏng lỏng, vị cũng đắng đắng, nhưng mà không có lên được cái mùi thơm mấy bạn. Thì cái phần mực ong cũng ngọt ngọt thôi. Trong số các nơi mình đã từng ăn quy linh cao thì mình thích ở Hà Ký, Hà Ký quận 5 á. Và một cái điểm thứ hai nữa là nhất đẳng phẩm vị ở trên đường Nguyễn Tri Phương, hôm qua mình ăn rất là ngon. Nhờ cái phần nước hoa Huế, nước đường hoa Huế á. Mình quên nói nữa, gia đình đây là người Tiều ha. Cái hủ tiếu sa tế Tô Ký này là người Tiều. Bây giờ là họ dọn hàng bán tiếp buổi trưa, buổi chiều. Đây mấy bạn, đường Gò Công ha. Đi thẳng ra ngoài là đại lộ Võ Văn Kiệt. Mình qua đây, góc ngã ba này chính là đường Gia Phú ha. Đó. Dạ. Làm cho cô trước đi. Dạ. Đi xa. Dạ. Cái nước màu trắng là nước cốt dừa hả chị? Ồ, ở bên này nó lạ hơn bên kia ha, bên đây có nước cốt dừa, bên kia em thấy như không có nước cốt dừa. Ờ. Rồi, mình ăn thôi mấy bạn, nhìn đã quá, 5 viên lận. Thì cắn cái viên một cái, chấm một cái phần tư và phần ớt. Chào các bạn, hiện tại là 6 giờ tối ngày 6 tháng 9 năm 2019 ha.
và mình đang đứng ở góc đường của Gò Công và đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây, mình sẽ quay con đường Gò Công cho mấy bạn xem. Mình đã từng ghi hình con đường này rồi và cũng đã từng đến đây để ăn hủ tiếu sa tế nai rất là nổi tiếng ở số 36 Gò Công. Tối hôm nay mình cũng sẽ ăn hủ tiếu sa tế nai luôn, nhưng không phải ở tiệm này mà mình sẽ quẹo trái vào đường Gia Phú. Ở đây là quận 5, qua Gia Phú ở số 156 là quận 6. Thì cái tiệm hủ tiếu sa tế nai ở Gia Phú đó nghe nói là anh em của tiệm hủ tiếu sa tế nai ở số 36 Gò Công này. Tuy nhiên đôi khi vẫn là anh em, nhưng mà cái cách nấu của họ có thể là sẽ có đôi phần khác biệt về cái vị nào đó. Thì đó là lý do mình muốn đến đây để thưởng thức và xem như thế nào. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến tiệm hủ tiếu sa tế nai ở 156 Gia Phú ha. Thì cảm giác hoàng hôn buông xuống có chút xíu gì đó nhớ nhà. Thường thì cái giờ này là chuẩn bị ăn tối nhà. Rồi thôi, chúng ta đi mấy bạn. Đây, tiệm hủ tiếu sa tế nai Tô Ký ha. Mình quẹo qua đây chính là đường Gia Phú nha. Rồi. Hoàng hôn và sắp tối rồi nhưng mà vẫn chưa có lên đèn mấy bạn ha, đường Gia Phú. Cho nên là cái màu sắc của video nó sẽ không có đẹp, nó vẫn thiếu sáng. Có một bạn hỏi mình là mình sử dụng cái máy gì để mà quay hình. Mình sử dụng Samsung Galaxy A8 Star. Đây là một loại máy tầm trung và cho cái hình ảnh trung thật, chứ mình không có sử dụng loại cao cấp. Loại cao cấp thường cái hình ảnh nó rất ư là nó thường selfie hay dùng đồ đó nó ảo á. Ở đây là số 32 Gia Phú ha, mình sẽ đi tới 156 Gia Phú. Trời cũng có lác đác và giọng mưa. Và đây là tiệm hủ tiếu sa tế nai cũng tên là Tô Ký luôn, ở số 156 Gia Phú các bạn ha. Bên đó thì họ đang nói tiếng Tiều. Rồi, mình vô quán mấy bạn ha. Lá sách này rồi dưa leo ở trên. Như ở đây mình chỉ bán buổi chiều tối thôi đúng không? Ở bên Tô Ký bên kia thì họ bán sáng chiều luôn. Dạ dạ, mình bán 10 giờ hả cô? Dạ. Làm cho cô trước đi. Dạ. Không đi sao. Dạ. Cái nước màu trắng là nước cốt dừa hả chị? Ồ, ở bên này nó lạ hơn bên kia ha. Bên đây có nước cốt dừa, bên kia em thấy nhiều không có nước cốt dừa. Em thấy cái tiệm bên Tô Ký bên Gò Công thì không có nước cốt dừa. Cho em một tô luôn đi. Mình bán một tô nhiêu chị hả? 45.000. Dạ rồi. Ừ. Tiêu chỗ nắng hết ha. Dạ. Nhưng mà hình như là mình là anh em với bên kia luôn hả? Đúng. Dạ. Ở đây anh hai bên kia. Em à? Dạ. Tô Ký là em hết. Ồ vậy hả? Ồ, hèn chi em thấy của Tô Ký bên kia cũng Tô Ký. Dạ. Dạ. Từ ông nội đi ra. Từ ông nội đi ra. Nhưng mà đôi khi anh em nấu vẫn sẽ khác vị chút xíu. Cách nêm nếm đồ. Dạ. À, bên một trăm anh rồi phải không? Dạ. Bên dạ mà cũng lâu rồi không nhớ đó, sợ nó sẽ giống giống nhau. Chứ chắc cũng khác, tại vì bữa em đi ăn hủ tiếu của Liên Húa và Hồng Phát á, mặc dù là anh em nha vẫn khác nhau, nó vẫn có sự khác nhau. Dạ. Dạ. Nêm nếm mặt, cái tay nặng nhẹ. Tay nặng nhẹ, dạ đúng rồi. Chúng ta trung bình là 7 bát 5
Dạ. Cái đó là nước giấm hay gì vậy chứ? Gia vị hả? À dạ. Cái đó có ghiền nữa đúng không ạ? Có củ ghiền. Dạ. Đây là không gian bên trong, phải nói là rất là ngăn nắp và sạch sẽ. So với tù kỹ bên kia thì bên đây có vẻ ngăn nắp hơn các bạn. Và có bán quy linh cao và dầu u luôn, 10.000 đồng. Mình đặc biệt rất là chú ý những cái ghế đây, ghế gỗ và cái ghế này hồi xưa nhà mình cũng có, phải nói là cũng vài chục năm rồi. Để mình quay cận cảnh cái ghế mấy bạn xem. Vậy hồi xưa chú là tô ký, chú tên tô ký hả cô, đâu phải? Chú tên tô ký luôn hả? Dạ, đây là chú tô ký, rồi kế bên đây là anh hai. Đó. Dạ. À, mấy cái ghế bên cô cũng độc ghê. Mấy cái ghế này là cũ lắm rồi đó. Dạ, nhà con có ghế này nè, lâu lắm rồi. Đúng rồi, mà rất là chắc luôn. Thấy cái ghế này tự nhiên nhớ nhà mình. Xe bổ luôn á. Dạ. À. Dạ. Đó, mình quay gần cảnh mấy bạn xem đó. Nhà mình có cái ghế này mình ấn tượng là vậy. Và đây tô hủ tiếu sa tế này có giá 45.000 đồng thôi các bạn. Giá mềm ha, rất là dễ ăn. Dạ. Ngồi giá cao quá khó ăn lắm. Con thấy nhiều nơi bán cao quá. Cao quá. Mình vừa nói chuyện với cô thì cô nói là ông nội với anh hai hồi xưa bán là tiệm đầu tiên, sau đó rồi mấy đứa em là ra riêng rồi tạo thành tô ký 1, 2, 3, 4 rồi đó. Rồi mình nếm thử cái nước lèo đầu tiên ha. Đây. Wow, cái nước chấm nữa nè. Nước lèo, đậu phộng béo và cái vị rất là vừa các bạn, cộng thêm cái nước cốt dừa béo nữa. Ở đây mà so với tô ký bên Gò Công là cảm giác là cái độ đậm đà nó sẽ ít hơn chút xíu, ngược lại thì nó là dịu dàng, nó dịu hơn á, cái nước lại nó dịu hơn bên kia đó. Bây giờ để mình xóc cái cọng hủ tiếu lên và ăn cái phần thịt nai nha. Rất là ngon mấy bạn. Cộng hủ tiếu bản nhỏ ha, trong cái phần nước lèo đậm đà, béo béo, đậu phộng, rồi cái phần thịt nai ăn mềm mềm dai dai, thịt tươi luôn á, rồi chấm thêm cái chút xíu cái nước chấm này nè, rồi ngọt ngọt chua chua, có chút xíu cái vị của cái ghiền nữa, và ớt sắc rất là cay. Nói chung so với cái tiệm tô ký bên Gò Công của nó là 1 9 1 10. Ở đây bạn nào mà thích cái vị cái vị mà nó nước lèo mà nó dịu hơn á thì bên đây, mà đậm đà hơn nữa thì ở bên kia. Nhưng cũng có thể là hôm bữa mình ăn ở số 36 Gò Công, cái thời điểm mình đến là khoảng độ 12 giờ thì cái nước nó sắc lại. Riêng mình thì mình thích không gian bên đây nha, từ cái ghế cho đến cái bàn. Rồi mình ăn hết cái tô này nha, để nó nguội hết rồi. Có một chút khác biệt với cái tô hủ tiếu sa tế nai bên tô ký ở Gò Công nữa mấy bạn, là ở chỗ trong đây nó có thêm lá sắp nha, ăn sực sực sực. Đây là quán gia đình. Mấy bạn nghe tiếng chổi quét 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 không? Ở Việt Nam là cứ thế là đọng nước thôi, đường xá là vậy á. Âm thanh này chắc sẽ còn kéo dài, là bởi vì đường xá Việt Nam và tình trạng nước tù nước động là vẫn còn rất nhiều. Ăn sạch luôn mấy bạn, và đó là mỗi lần ăn hủ tiếu sa tế nai mà rất là thích. Mình không có chừa lại cái phần nước lèo. Ở đây mình thấy họ bán bò viên nữa, không biết bò viên ngon không, để mua thử.
Dạ. Vậy cho con, một chén bò viên nữa nha. Dạ. 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 Và có nghĩa là tô hủ tiếu sa tế nai cộng thêm bò viên đúng không con? Còn nếu thì như cái tô mà chị đang làm là bao nhiêu tiền? Vừa cũng kiểu giá chỉ có là giết thịt là 55 à, không tại nãy cái của con ăn à, cái này là cái tô hủ tiếu bò viên nước trong. Nước riêng nước, nước khác nước trong, nước trong. À, dạ. Dạ, cho con sa tế luôn ha. Rồi, sa tế luôn. Dạ, với lại tương. Tương nãy là làm á chị. Dạ. Tương là tương hộp á. Dạ. Tương hộp mua về mình xay. Mình không bán buổi sáng cô, con nghĩ buổi sáng chắc dễ nhiều rồi đó. Không có người làm. Dạ. Đây, 5 chén, đây, u lộn. 1 chén, 5 viên bò viên qua 30 ngàn mấy bạn nha. Hình như là cô có xịt thêm cái phần dầu hào vô, nghe thơm lắm. Rồi mình ăn thôi mấy bạn, nhìn đã quá, 5 viên lận thì cắn cái viên bò viên một cái, chấm một cái phần tư rồi phần ớt, bò viên ngon mấy bạn, thực sự là bò viên ngon. Mấy bạn thấy nè, thịt thôi chứ không có bột, mình ăn cảm giác rất rõ. Khá là thơm cái mùi bò. Mình nói vậy là sao, là bởi vì mình nghe nó cái độ nó thoang thoảng khoảng độ mức độ 6-7. Bò ở Việt Nam bây giờ mà không còn thơm như ngày xa xưa khoảng vài chục năm về năm trước nữa. Nghe rõ cái mùi bò thơm lá mừng rồi. Và cái phần nước lèo thì ngọt ngọt, theo kiểu nấu nước lèo hoa mà cho hủ tiếu bò viên á. Phần tương rất là ngon, tương nhà nấu đậm đà, ngọt bằng rất vừa phải. Mình nghĩ nếu không ăn hủ tiếu sa tế nai đến đây ăn hủ tiếu bò viên cũng rất là ngon. Chấm luôn cái phần bò viên. Ở đây tiếc quá, thêm một bát chanh nữa, một miếng chanh để tạo cái độ chua chua cho cái tương. Chị ở đây cũng nói chuyện cũng rất là thân thiện vui. Mình muốn khẳng định một điều là chỗ là trong các tiệm hủ tiếu bò viên mình đã từng đi ăn, phải nói là cái tiệm này có cái tương đặc biệt nhất, mình thấy là ngon nhất trong tất cả các tiệm mình đã từng ăn về cái độ tương. Ở đây mà bán là mình mua luôn một cái hủ tương về cho má mình luôn, rất là ngon. À Di còn thấy bán quy linh cao với giá u á, cho con cái quy linh cao với giá u luôn nha. Mỗi cái đó là 10 ngàn hả? Dạ, cho con hai cái đó luôn. Con ăn thử luôn. Lấy hủ cao với hủ giá u đi. Cái quy linh cao đây mình ăn với đường hay là với mật ong con? À, nấu sẵn luôn, dạ. 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 Nhưng mà trong cái quy linh cao là mình sử dụng cái đường hay là mình sử dụng mật ong để cho nó có cái độ ngọt? Dạ. Ít thôi đúng không ạ? Cho ngọt ngọt xíu thôi. Dạ. Dạ. Nó đắng quá. Dạ. 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 À, quy linh cao là nên ăn trước khi ăn sáng. Dạ. Thì con ăn hoài chứ con không để ý chuyện đó. Con ăn không? Đây, quy linh cao 10 ngàn, giá u 10 ngàn. Đó các bạn. Trước hết mình sang cái phần quy linh cao nha. Quy linh cao đây có cái vị nhân nhẫn thôi. Rồi ngọt cũng rất là vừa phải, rồi dịu. Hơi tiếc xíu là cái mùi của quy linh cao nó không có lên được cái độ đậm đà của nó. Phải nói là trong các nơi mình ăn quy linh cao mình thích nhất ở tiệm chè Hà Ký, là bởi vì nó rất là thơm.
cái phần nguyên liệu cao này cũng ngon đó, với những bạn là không cần có cái độ mà đủ cái mùi thơm đậm đặc á nha. Và hai là giá rẻ nữa, ở bên Hà Ký rất là ngon nhưng mà giá cũng khá là cao à. Rồi mình ăn qua tiếp cái phần da ua nha. Tô Ký bên Ngoại Công thì bán cái phần da ua này có phô mai nữa, ở đây thì da ua không thôi ha. Rồi mình ăn nha, ăn một muỗng da ua rất là ngon, chua ngọt rất là tới. Ồ, ở đây có bán bông cúc nữa. Ly bông cúc nhiêu cô? 10.000 hả? Cho con ly luôn. À, cô giới thiệu. Đời ly bông cúc. Đây ly sâm bông cúc có giá 10.000 đồng. Đã hơi nhiều ha. À, sâm bông cúc à, cái mùi thơm nó dịu dịu thôi, thơm nhẹ à, ngọt cũng rất là ít, dịu các bạn ha, không có cắt. Đối với mình à, một cái ly sâm bông cúc cần có một cái độ đậm đà hơn nữa, ngọt hơn chút xíu do cái này nó có đá nữa, phải không? Khách ở đây đến cứ từ từ đều các bạn ha, chứ không có phải gấp gáp đông gì, không gian nó thoải mái. Mình vừa rời khỏi tiệm Tô Ký với bạn, đó là buổi tối hôm nay ngon. Và mình nghĩ trong các tiệm mà hủ tiếu Satay Night á, thì ở đây là cái tiệm này là có giá và rẻ nhất trong các tiệm mà đã từng ăn. Mình thấy là cái hủ tiếu Satay Night này rất đáng để ăn, nó giá mềm ngon. Rồi bò viên mình rất là thích, cái phần tương như nãy mình nói á, là nếu mà cổ có bán chai tương đó mình cũng mua về á. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 14 tháng 8 năm 2019 và mình đang có mặt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5. Chiều tối hôm nay mình sẽ đi ăn một món mà mình rất là thích ăn mấy bạn, đó là món hủ tiếu Satay Night. Nói về món này thì ở trên đường Gò Công, quận 6 có một tiệm rất là ngon, đó là tiệm Tô Ký. Thì hôm qua mình có nói chuyện với anh Trương Cẩm Cường trên nhóm chợ lớn Sài Gòn á về món ăn này, thì anh nói là ngoài Tô Ký ra thì có một tiệm ảnh rất là thích, đó là tiệm Toàn Ký, nằm ở số 585/2 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Mình có một lần đến tiệm Toàn Ký ăn rồi, lần đó mình ăn món mì sủi cảo và sủi cảo đó rất là ngon. Thì đó là một trong những tiệm sủi cảo mà mình rất là thích. Thì hôm nay chiều tối mình sẽ đến đó ăn để xem cái hủ tiếu Satay Night như thế nào ha. Đây là quang cảnh của đại lộ Văn Kiệt buổi chiều tối nay mấy bạn, dọc theo kênh tàu hủ. Phía trước mặt các bạn là cầu Nguyễn Văn Cừ ha. Đây một chiếc thuyền khá là lớn. Mấy bạn có nghe tiếng tập không? Nhà mình bên khúc quận 8 thì tối á, ngủ phía sau có con kênh ha, kênh đôi, thì nghe tiếng tàu tập, nó tạo thành một cái âm thanh rất là quen thuộc. Rồi đợt trước mình có quay ở đây một lần buổi tối, một lần buổi sáng, ở đây là khoảng buổi chiều ha. Bên kia là cầu chữ Y. Dạ, cầu chơi mấy bạn. Trưa hôm nay trời rất là nóng mấy bạn. Trong phòng mà nó thấy ngọt luôn á.
Rồi mình đi thôi mấy bạn ơi. Trên đường mình đến Nguyễn Đình Chiểu ha, mình quay chút xíu cái ngã năm cho các bạn xem. Bên hướng bên đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Góc bên tay trái này mấy bạn sẽ thấy là Lý Thái Tổ, quận 3 ha. Rồi bên đây sẽ là đường Hùng Vương, đường Trần Phú, quận 5. Bên góc tay này sẽ là đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. Rồi mình quay một vòng lại mấy bạn xem nha. Cái vòng xoay này, một bên này là thường xuyên kẹt xe. Thực ra nếu mà ôm cua theo cái dòng này sẽ là phạm biết tránh nữa. Từ Bùng Binh bên đó mình chạy qua đây là đường Nguyễn Thiện Thuật mấy bạn ha. Nguyễn Thiện Thuật, mấy bạn chạy thẳng đường này sẽ ra tới đường Nguyễn Đình Chiểu và quẹo trái. Do cái khúc Nguyễn Đình Chiểu nó khá là dài, mình chỉ đường cho mấy bạn đi cho nó dễ. Rồi 585/2 Nguyễn Đình Chiểu mấy bạn. Khỏi phải chạy lên khúc Cao Thắng, bởi khúc Cao Thắng nó rất là kẹt xe. Buổi chiều này là kẹt xe khủng khiếp lắm. Đây mấy bạn, từ Nguyễn Thiện Thuật quẹo trái một cái là tới Nguyễn Đình Chiểu ha. Và ở đây có một cái tiệm chè tên là Hiển Khánh ở số 718 Nguyễn Đình Chiểu. Và đối diện với cái tiệm chè này chính là 585/2 Nguyễn Đình Chiểu. Đây, toàn ký mì da mấy bạn, bán từ 6 sáng tới 1 trưa và 4 chiều tới 10 tối ha. Như đợt trước thôi. Đó, xe hủ tiếu mì các bạn. Mình quên nói mấy bạn là đầu bếp ở đây là đầu bếp của khách sạn 5 sao Windsor Plaza. Thực ra là ông chủ ở đây á. Đợt trước trong video trước mình có nói, mình sẽ để một cái đường dẫn trong cái phần mô tả của cái video này về cái món hủ tiếu mì sủi cảo đợt trước ăn ở đây. Rồi mình vô trong mấy bạn. Đây anh đang ngồi phải. Đang nấu cái nước hủ tiếu sạch thế này. Qua em hỏi ảnh, tại vì ngoài Tô Ký quận 6 ra thì chỗ nào hủ tiếu satay này ngon, ảnh nói là qua Toàn Ký đi. Tiệm nhớ là tiệm của anh. Đặt món trực tuyến.
Đây, tô hủ tiếu sa tế này có giá 50.000 đồng các bạn. Đầu tiên mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo nha. Ở đây có cái nước chấm mình thấy khá giống như bên tô ký, ớt sắc, có vẻ chua cay à. Và phần sa tế nữa. Rồi, dùng cái thử cái nước lèo đã. Nước lèo đậm đà mấy bạn. Cái lượng đậu phộng ở trong khá là nhiều, béo béo và cay nha. Mình cảm nhận cái độ cay của nó là khá cay hơn chút xíu so với tô ký thì phải. Thì mấy bạn nào cần ăn thêm cay nữa có thể cho thêm sa tế. Nước lèo này đối với mình cảm thấy là ngon, rất là vừa dùng. Để mình xóc cái phần sa tế, xóc cái phần cộng hủ tiếu lên mấy bạn xem nha. Rồi, ăn hủ tiếu mấy bạn. Xem cộng hủ tiếu trong cái phần nước lèo này như thế nào. Cộng hủ tiếu cũng giống như bên tô ký. Cái khác chăng ở chỗ là như là bên tô ký mình thấy nó có độ thấm hơn hay sao á. Hay có thể là do cái phần bún này mới cho vào cái phần nước lèo cho nên chưa thấm lắm. Nhưng cái phần nước lèo ngon mấy bạn nha. Rồi ở đây có dưa leo, cà chua nè. Rồi có thêm cái phần thịt nai ha. Mình ăn cái phần thịt nai ha. Được tất cả là 6 miếng thịt nai mấy bạn. Anh cái phần nước lèo đó còn cho em xin thêm miếng nha. Dạ, cái nước lèo sa tế á. Cái miếng thịt ở đây ăn rất là đã mấy bạn, rất là mềm. Xin thêm cái phần nước dùng. Bây giờ để mình nếm thử cái phần nước chấm thôi, như thế nào. Ở bên tô ký mình nhớ hình như là chua chua ngọt ngọt và có một cái mùi thơm là giống như mùi ghiền vậy, củ ghiền á. Cái phần nước chấm bên đây là nó có cái phần gì chậm chậm bên hả? Có ghiền không? Củ ghiền phải không? À, giống bên tô ký. Phần nước chấm ở đây giống như một loại giấm mấy bạn. Chua mà ngọt, độ chua rất là cao nha. Tuy rằng anh nói là có cái phần ghiền ở trong á, nhưng mà mình không có thấy cái mùi ghiền nó thơm lên. Riêng cái phần nước chấm thì hình như là bên tô ký nó làm tốt hơn, cái mùi ghiền tốt hơn. Cũng có thể là do khẩu vị mọi người nữa, bên đây có thể ăn sẽ không cần cái mùi ghiền đậm. Để mình ăn thử luôn cái... Em nó nói lớn quá. Ăn cái ớt sắc này nè. Ớt sắc ngâm giấm, cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Và cái độ cay nó giảm đi khá là nhiều do cái phần giấm chua làm nó giảm bớt á. Rồi, mấy bạn, mình ăn hết tô hủ tiếu sa tế này nha.